Alo, 1, 2, 6, 7, alo, 1. Rồi, em chào các bác nhá. Chào mừng bác quay trở về với cửa hàng bên em. Ngày hôm nay tiếp tục video thì em sẽ lên video giới thiệu lại cho bác cái dòng sản phẩm van số GD-KX500, một trong những dòng sản phẩm van số chỉnh cơ mà bên em bán chạy nhất trong thời gian vừa qua. Thì đợt này là về được thêm khoảng tầm 200 chiếc các bác nhé. Đợt này về thêm được 200 chiếc. Thì cũng trân trọng mời các đại lý cũng như toàn thể các bác yêu âm thanh trải nghiệm và tham khảo dòng sản phẩm chính hãng của GD mà bên em đang phân phối, một thương hiệu đến từ Tây Ban Nha các bác nhé, mã là KX500. Đấy, xin phép các bác là giới thiệu qua một chút, sau này em sẽ test chất âm cho bác nghe. Hiện tại ở đây em đang cắm với con vang này ở trên một cái dàn karaoke, một bộ karaoke trị giá 29 triệu đồng mà em đã lên video cho các bác tham khảo, với một đôi loa bãi của MUF đấy, tép leo cực kỳ xịn luôn. Đấy, và một dàn máy của GD các bác nhé, quả súp 40 cũng của GD luôn. Đây, em giới thiệu qua cho bác cái dòng sản phẩm vang này cho các bác tham khảo. Bản thân con vang này nó là một con vang số các bác nhé, vang số và tất cả các chiếc áp chỉnh là chỉnh bằng số luôn, cho nên nó được gọi là một con vang số chỉnh cơ. Thế còn chiếc áp của nó là chiếc áp số chứ không phải chiếc áp cơ đâu các bác nhé. Đấy, mặt đằng trước thiết kế thì cũng có jack USB để kết nối phần mềm này. Cái này các bác cắm USB nghe nhạc này, đầy đủ phím chỉnh. Cái con vang này thì đã có video hướng dẫn chỉnh cho bác rồi, chuyển tín hiệu đồ vào rồi chống hú rồi lưu như nào thì em đã làm video chi tiết rồi. Bên này thì có chỉnh nhạc ở phía trên này, bass, chung và tép, mic cũng vậy. Đấy, thế còn reverb và echo nó được phép là chỉnh riêng luôn nhé, chứ không phải chỉnh chung đâu. Đấy, bên này thì có 3 chiếc áp cơ bản: mic, music và vang nhạc. Đấy, đằng sau con vang này thì thiết kế là 6 cổng out anh nhé, 6 cổng out bằng jack calon này. Đấy, 4 cổng out bằng jack hoa sen. Tín hiệu đầu vào thì có cổng quang, bluetooth, đấy, rồi COAX này. Đấy, đầy đủ các tín hiệu cổng vào. Nếu như mà con vang thông dụng bây giờ đang sử dụng trên thị trường nó có những cổng vào, cái cổng vào nào thì con vang này cũng đáp ứng được cho bác cái điều đó các bác nhé. Và hiện tại con vang này bên cửa hàng em đang cung cấp cho tất cả các bác với mức giá là 2.700.000 một chiếc, miễn phí ship toàn quốc và em sẽ tặng kèm dây cơ nối âm ly hoặc cục đẩy. Đấy, các bác nhận hàng được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nhé. Em bao ship toàn quốc và nhận hàng các bác được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Đấy, tất cả sản phẩm là hàng sản phẩm mới chính hãng, em bảo hành trong vòng 1 năm, các bác yên tâm sử dụng. Đây, hiện tại em đang cắm một chiếc ở đây thì em đang test cho các bác nghe thử nhé. Alo, 1, 2, 6, 7, lên. Đây các bác, ở đây thì em đang cắm một chiếc vang và bộ karaoke ngày hôm nay em hát lên cho các bác thì chỉ có 29 triệu đồng thôi. Đấy, đây này, nhạc này, đấy, vang nhại đây, vang nhại thì các bác có thể điều chỉnh được nhé. Alo, 1, 2, 6, 7, lên. Đấy, lên, lên, 1, 1, 1. Đấy, con vang này thì em đang kết nối Bluetooth ở đây các bác nhé. Đấy, kết nối Bluetooth này. Chỉnh nói chung là thông số thì chỉnh qua rồi. Ngồi trước loa test video cho bác nghe thử luôn nhá. Rồi, mọi người đi qua video vui vẻ ủng hộ cho bên em một nút like nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ở phía dưới cho em nhá. Đây, em sẽ thử một bài karaoke nào đó ở trong này để cho bác có thể là tham khảo này. Đấy, một trong những sản phẩm mà bên em bán chạy nhất trong thời gian vừa qua. Đợt này về thì được 200 chiếc thì các đại lý đã lên đơn cũng khá là nhiều rồi. Và bây giờ thì hiện tại thì xin mời tất cả các bác trải nghiệm cũng như là nghe qua chất lượng âm thanh của cái con vang này các bác nhé. Đấy. Lên 1, 2, 6, 7. Để về mức độ chống hú thì con này em phải nghĩ là con này quá tuyệt vời rồi. Đây, em đang ngồi trước loa luôn các bác nhé. Đấy. Đây, nhỏ xa xa đây các bác để trải nghiệm này. Cả dàn luôn. Được chưa? Lên này. Alo, 1, 2, 6, 7, lên. Hoài buồn nản nản ai cố vì
một mình mang theo còn nhớ chắc lại em chuyện ngày xưa giọt lệ sầu trên ai vô tình chuyện đêm mưa kỷ niệm nào buồn không em dấu tình sầu nào phôi pha đêm tâm sự sao tôi vẫn nhớ qua cơn mê yêu người làm như thế đó thu sầu tôi đã cô đơn giận hờn nào phố đêm mưa bụi tình bơ vơ giá từ nghẹn ngào không em túi phận chờ người tôi yêu duyên kiếp mình cay đắng bờ môi. Trực tiếp cùng em hát trực tiếp quay vào điện thoại cho mọi người có thể tham khảo trải nghiệm dòng sản phẩm và số chỉnh cơ của CD KX500 ngày hôm nay lên dàn karaoke trị giá 29 triệu đồng. Bên em sẽ bao lắp đặt tại nhà cho bác hoàn toàn miễn phí luôn các bác nhé. Các bác nhu cầu với dàn karaoke này bên em sẽ căn chỉnh làm sao phù hợp với không gian nhà mình, và nếu như bác nào đang có đồ sẵn rồi mà muốn nâng cấp lên tìm một con vang chất lượng cũng như là một dòng vang mà hay trong cái phân khúc và trong cái tầm giá thì các bác liên hệ trực tiếp bên em để bên em được hỗ trợ cho các bác một cách tốt nhất các bác nhá. Xin chào các bác trong video và sản phẩm theo nhá. Mọi người nhớ là ủng hộ cho nút like và đăng ký kênh ở phía dưới với em nhá.